Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 thứ thường pháp, những gì là 10? Đó là tất cả chư Phật thường tu hành tất cả pháp ba la mật, tất cả chư Phật đối với tất cả pháp thường lìa mê hoặc, tất cả chư Phật thường đủ đại bi, tất cả chư Phật thường có 10 lực, tất cả chư Phật thực chuyển bánh xe pháp. Tất cả chư Phật thường vì chúng sinh thị hiện thành chánh giác. Tất cả chư Phật thường thích điều phục tất cả chúng sinh. Tất cả chư Phật tâm thường chánh niệm không hai. Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh rồi thường thị hiện vào vô dư niết bàn vì cảnh giới của chư Phật không có bờ mé, đó là mười. Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 thứ diễn nói vô lượng pháp môn của chư Phật. Những gì là 10, đó là tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng cõi chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng hạnh chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng nghiệp quả chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng giáo hóa chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng tịnh chúng sinh, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng hạnh bổ Bồ Tát. Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng nguyện Bồ Tát, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng kiếp thành hoại của tất cả thế giới. Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng thâm tâm Bồ Tát tịnh cõi Phật, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng tất cả thế giới ba đời của chư Phật, nơi kiếp đó lần lượt xuất hiện ra đời, tất cả chư Phật diễn nói pháp môn trí huệ của tất cả chư Phật, đó là 10, Phật tử chư Phật thế tôn có 10 thứ vì chúng sinh làm Phật sự. Những gì là 10 đó là: tất cả chư Phật thị hiện xác thân vì chúng sinh làm Phật sự, tất cả chư Phật vang ra diệu âm thanh vì chúng sinh làm Phật sự, tất cả chư Phật có thọ nhận vì chúng sinh làm Phật sự, tất cả chư Phật không thọ nhận vì chúng sinh làm Phật sự, tất cả chư Phật dùng đất nước gió lửa vì chúng sinh làm Phật sự, tất cả chư Phật thần lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên vì chúng sinh làm phật sự tất cả chư phật có đủ thứ danh hiệu vì chúng sinh làm phật sự